Chào mừng mọi người trở lại kênh Hào Điện Nhật Bản, mà Tuấn Anh đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một lô máy hàng đầu điện của nước Nhật nha anh em. Sử dụng điện 110V ha. Giật máy này có rất nhiều loại, cực kỳ đẹp luôn anh em. Mẫu mã đa dạng, chức năng thoải mái cho anh em sử dụng ha. Trong góc đây là cưa trượt nha anh em, cưa trượt và cắt góc của Makita ha. Và một con cắt đa năng ở đây rất là tiện dụng anh em sử dụng. Và ở đây thì có bốn cây đục ha. Ở trên hạ đục hai chức năng, ở dưới là chuyên đục. Đó, và anh em muốn khoan bê tông, khoan thường thì đó, đây mình có 3 cây khoan đầu auto lock. Đó, rất là nhiều loại thoải mái anh lựa chọn nha. Bắn bu lông đầu 3/4 cho anh em, bắn bu lông đầu 1/2 Makita ha anh em. Bắn vít 4 cây, máy mài đợt này thì có khoảng 10 cây nha anh em. Công tắc đuôi ha, công tắc trượt, công tắc bóp đó. Máy mà lửa 100, lửa 125, lửa 180 cũng có nha anh em, thoải mái luôn nha. Hai một cặp cưa cắt cung nha anh em của Makita có điều tóc rất là xịn sò, rất là cao ha. Cưa xích Makita rất là đẹp luôn, đợt này đồ rất là đẹp nha anh em, đẹp đời rất là cao, anh em có thể thoải mái lựa chọn luôn ha. Máy bào đó, máy bào 5 cây, cưa lộng 5 cây. Ở góc xa xa kia thì 507 trong cái máy phay 6 ly 63 nha anh em, còn 508 là máy phay 12 ly 7 ha. Đó, ok, một cặp sát góc là chà nhắm tăng và máy thổi. Con tí này kia là máy chà nhắm tam giác mini anh em. Ok, thì đây là cái máy nội điện Nhật Nhật sử dụng điện 110V. Anh em vui lòng xem kỹ trước video ha, mà test máy cụ thể, báo thông số rõ ràng, xem kỹ mình họ đặt hàng nha anh em. Ok, phương thức thanh toán bên mình khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship nha anh em. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán thì vui lòng thông cảm, mình không bao ship ha. Và những con máy lớn anh em lưu ý nha, máy lớn giá trị trên 500.000 đồng anh em vui lòng cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi nha anh em ha. Còn mấy máy nhỏ nhỏ mini vài trăm, 200-300 nữa thì không cần cọc đâu anh em thích máy nào mã nào lấy mã đó. Mỗi mã số mình chỉ có một máy duy nhất, anh em cân nhắc kỹ, lựa thật kỹ trước khi đặt hàng anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem sơ lược, bây giờ cho đến phần chi tiết. Con máy đầu tiên sẽ giới thiệu anh em là một con máy bắn vít dành cho anh em thợ điện tử, gọn nhẹ nhỏ, có cấp trượt anh em, 6 cấp trượt, 1 2 3 4 5 6 ha, có cấp trượt, bắn rất là nhỏ nhẹ đơn giản gọn gàng cho anh em sử dụng những cái công việc có linh kiện nhỏ mini. Ok, mình sẽ test máy cho anh em xem, rất là êm anh em, đảo chiều trực tiếp tại cò ha, bắn ở trên, bắn ở dưới. Thì cái đầu này nó sẽ xài cái mũi vít bình thường thôi, anh em chỉ cần gắn vô thôi, rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Thông số con này thì điện áp 100V 25W nha anh em. Con này dành cho anh em làm những công việc mini, những công vít nhỏ nhẹ ha. Rồi ok, mã 523 giá 150.000 đồng nha anh em, 150.000 đồng nha anh em, rất là rẻ ha, mini. Và anh em nào cần để bắn vít, bắn gỗ, bắn to anh đợi chút xíu nữa sẽ có đây, ngay đây. Mã 523 giá 150.000 đồng anh em. Tiếp tục, máy bắn vít êm máy nhẹ nhàng của hãng Ryobi dành cho anh em thích bắn vít nhưng mà sự êm dịu nha anh em. Mã của nó 491 ha. Thông số máy còn đầy đủ, điện áp 100V, 260W. Từ 0 đến 2000 vòng trên phút là nó hệ thống điều tốc cò, cái này bấm nhẹ sẽ chậm, bấm mạnh sẽ nhanh nha anh em. Dây điện nguồn dài 3m, tích chức năng cho anh em xem ha. Bấm đây, nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng êm máy nha anh em. Có điều tốc cò ha, đảo chiều nha anh em. Này nhấn hết chốt rồi qua ha. Máy móc nhẹ nhàng, rất là êm máy trơn tru. Có cấp trượt, có búa anh em. Đây là máy bắn vít chuyên dụng ha. Mã 491 giá 350.000 đồng anh em. Rất là đẹp, anh em hãy xem. Dây điện nguồn dài 3m. Máy ghi nguyên bản của Nhật sản xuất. Điện áp 100V nha anh em, anh em lưu ý nữa cho mình. Máy bắn vít Makita. Con này có đèn LED luôn nha anh em ha. Công suất của nó là 360W, điện áp 100V, từ 0 đến 2300 vòng trên phút nha anh em. Mã của nó là 942 ha.
Dây điện nguồn dài 3 mét. Dây điện nguồn của mang guitar luôn nghe anh em. Trong này có đèn led nha anh em. Có đèn led. Điều tóc cò đảo chiều lên nghe anh em. Có đèn led đó. Có đảo chiều, điều tóc, có búa, cấp trượt đầy đủ. Máy bắn chích chuyên dụng. Mã 492 giá 350.000 đồng anh em. Máy này dành cho anh em sử dụng chức năng nha. Tiếp theo, máy bắn chích đẹp. Makita, tay mát đầy đủ hai bên, thông số gõ ghề. Makita 6951 3.2A từ 0 đến 2200 vòng trên phút. Điện áp 100V 300W của Nhật Bản, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản luôn anh em. Chính hãng, nguyên bản. Dây điện nguồn dài 3m nha anh em. Đây, dây nguồn đây. Test chức năng cho anh em xem. Điều tóc. Có điều tóc, có thắng tự luôn anh em. Điều tóc cò, anh em bấm chậm, nó sẽ rất là nhẹ. Dòng tua rất là chậm đây. Bấm mạnh thì nó sẽ rất mạnh, nó có thắng tự luôn, cực kỳ an toàn, nhanh, gọn lẹ, cơ động cho anh em sử dụng ha. Mã 493 giá 450.000 đồng nha anh em. Con này rất là đẹp luôn ha. Anh em có thể xem. Đó. Video hơi thấp, mình sửa cho nó cao xíu nha anh em. Tiếp tục là con máy đa dạng, cơ động thoải mái cho anh em mình sử dụng nhất nha. Đây. Máy mài Makita. Sử dụng đĩa 1 tấc. Điện áp 100V. 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút nha nè. Đây. Con này thì màu nó hơi bị bạc nè. Test chức năng cho anh em xem, công tắc nó nằm ở phía dưới đuôi. Thoải mái sử dụng, êm máy nhẹ nhàng. Mã 478 giá 300.000 đồng nha nè. Tiếp theo 479 vẫn là của hàng Makita, sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Dây điện nguồn của này dài khoảng 5m nha anh em. Test chức năng cho anh em xem ha. Mã 479 giá 350.000 đồng nha anh em. Dây nguồn dài 5m ha. Tiếp tục. Mã 480. Con này rất là đẹp nha anh em ha. Anh em xem qua hình nó rất ok luôn. Tem mát đầy đủ ok, đẹp. Điện áp 100V, sử dụng đĩa 1 tấc, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Dây nguồn dài 3m. Công tắc chiếu đuôi nha anh em. Ok anh em, thoải mái sử dụng ha, êm ái nhẹ nhàng. Mã 480 giá 400.000 đồng nha anh em. Con này rất là đẹp nha, rất là cao đời nha. Nó thì giống hai con tương tự nhưng mà con này nó đẹp nhất đó, ngoại hình can xà beng nhất luôn. Anh em thích con nào lấy con đó. Tiếp theo máy mài Hitachi, con này cũng đẹp lắm nè anh em ơi. Ngoại hình can xà beng ha, tem mát rồi Nhật Bản đầy đủ ha. Hitachi đây. Con này thì công sức nhỏ nhẹ, dành cho anh em lớn tuổi, cần công việc nhẹ nhàng, đơn giản thôi, không cần phải công sức quá cao. Ba con máy hồi nãy thì 720W, con này chỉ có 560W thôi nha. 12.000 vòng trên phút, 5.9A, điện áp 100V hãng Hitachi. Dây điện nguồn nó dài 3m nha anh em. Con này cũng khá là đẹp nha anh em. Công suất nó yếu, dành cho anh em nào thích nhẹ nhàng, êm ái ha. Mã 481 giá 350.000 đồng nha anh em. 350.000 đồng nha anh em. 350 á. Tiếp theo. Máy mài Makita,
mã số là 482. Con này của hãng Makita, sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút anh em. Của sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, dây điện nguồn dài 3m. Công tắc phía dưới đuôi nha anh em. Test chức năng cho anh em xem. Rất là ok nha anh em, đời máy này rất quen thuộc với tất cả anh em của mình rồi. Đó, mã 482 giá 350.000 đồng nha anh em. Con này dành cho anh em sử dụng chức năng ha. Tiếp theo 483, con này tem mát đầy đủ, rõ ràng đẹp nha anh em. 9533 BL. Điện sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút. Con này thông số giống tương tự con nãy nhưng mà đẹp hơn nha anh em. Em test chức năng cho anh em xem ha. Mã 483 giá 400.000 đồng nha anh em. Con này đẹp hơn ha, màn hình ok hơn, tem mát cũng sáng rõ hơn. Đó, Makita chính hãng sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Ok, tiếp tục. Tiếp tục là 484. Con này thì tem đen, made in Japan luôn anh em. Sử dụng đĩa 100, dòng 125 ha. Điện áp 100V, 720W, 7.4A, 9.000 vòng trên phút, made in Japan nha anh em. Đó, rất là ok ha. Test chức năng cho anh em xem. Máy nhẹ nhàng thoải mái anh em sử dụng nha anh em, chính hãng Makita, made in Japan luôn ha. Mã 484 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 485, con này đẹp hơn, tem mát đầy đủ luôn, made in Japan luôn, sử dụng song song giữa đĩa 125 và 110 nha, 125 và đĩa 1 tấc nha anh em ha, song song được cái đồng tiền lập tới lập lui được. Đó, tem mát Makita mình sẽ để trực tiếp để cho anh em xem. Made in Japan, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút nha anh em. Cái này dính nước sơn nha anh em, dính nước sơn nha. Đó, chuyên nguồn dài 3m. Ok anh em, êm ái nhẹ nhàng, made in Japan, mã 485 giá 500.000 đồng anh em. Tiếp theo 486 là máy mài công tắc trượt của hãng Hitachi anh em ha, hãng Hitachi, tem mát đầy đủ đẹp anh em có thể xem. Sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 780W, 8A, 12.000 vòng trên phút. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản anh em. Chuyên nguồn khá dài ha, dài 5m. Đây, bó luôn nha anh em. Công tắc trượt mình test cho anh em xem nha. Rất là ok ha. Con này đời rất cao, hiện đại, công tắc trượt an toàn cho anh em sử dụng thoải mái. Mã 486 giá 500.000 đồng nha anh em. Anh em lưu ý giá đó chưa bao gồm phí vận chuyển ha, cho nên chuyển khoản thì đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán gồm thông cảm mình không bao ship nha anh em. Máy mài công tắc bóp, sử dụng đĩa 125 ha. Còn này dành cho anh em sử dụng chức năng, mã của nó là 487. Điện áp 100V, 1050W, 11A nha anh em ha. Đây, con này dành cho anh em sử dụng chức năng, cái đĩa, cái nắp lưỡi của nó là nắp ghim luôn nha anh em ha. Cốt bự dành cho anh em xài dĩa lớn. Test chức năng cho anh em xem. Cô
con này có khởi động mềm luôn nha anh em. Mã 487 giá 500.000 đồng ha. Tiếp theo mài Hitachi sử dụng đĩa 180 của hãng Hikuki nha anh em. Hikuki sử dụng đĩa 180 12A 6800 vòng trên 1 phút, sản xuất năm 2019 nha anh em, 1140W ha. Con này sử dụng dĩa lớn nha anh em, cái tay cầm này anh em có thể thay đổi chỗ nào anh em thích cũng được, ở đây cũng được. Đây ha. Con này thì rất đa dạng, thoải mái sử dụng nè, rồi ấn sao cũng được. Đời rất là cao nha anh em. Đời cao hiện đại, đa dụng cho mọi chức năng. Sử dụng đĩa 180 nha anh em. Đây ha. Đó. Đó rồi ok. Đi lên nguồn dài 5m. Tích chức năng cho anh em xem. Mã 488 giá 600.000 đồng nha anh em. Ta cầm tháo lắp đơn giản. Muốn để ra cũng được ha. 488 giá 600.000 đồng. Tiếp tục là một cặp máy cắt rung nha anh em. Hai con cắt rung này đến từ thương hiệu Makita. Mã 489 đây. Con này thì anh em lắp lưỡi bằng lục giác anh em ha. Còn con này thì lắp lưỡi bằng tự động, anh em gặt cái cần này lên là được nha. Đó. Chút xíu mình sẽ review cái này cho anh em xem. Con này trước nha, con này Makita rất là đẹp nha anh em. Ha. Công tắc đầy đủ. Bên đây là Makita khắc ẩn, bên đây là khắc hiện nha anh em. Đây khắc khuyết vô trong luôn ha, đây khắc nổi lên. Đó. Có hệ thống dây tóc ở đây nha anh em. Dây điện nguồn dài 3m. Của hãng Makita, điện áp 100V, 200W. 15.000 đến 22.000 vòng trên phút, 2.1A anh em. Rất là ok ha, con này rất là mới, tem mát đầy đủ. Tặng cho anh em mấy lưỡi cắt cung luôn nha. Đây, test chức năng cho anh em xem ha. Test chức năng dịp tóc luôn. Đây, nó như xem ha. Có 5 mức điều tóc nha anh em ha. Con này là hàng nguyên bản nguyên zin, rất là đẹp. Đó, tặng anh em cái lưỡi cắt luôn, được cho anh em làm mẫu cái chân đó, anh em có thể mua thao tác dễ dàng. Mã của máy cắt gung 489 này là 700.000 đồng anh em. Giá 700.000 đồng ha, tặng luôn cái lưỡi nha anh em. Tiếp theo. Con này thì hiện đại hơn, không cần cái lục giác, anh em tháo này ra nè. Đó là tháo cái lưỡi ra thôi. Rất đơn giản. Này lên nha anh em. Tháo cái lưỡi ra. Đó. Giờ tháo ra luôn nha anh em. Tháo rời ra luôn nha anh em. Đó. Rồi khi anh em cần sử dụng hoặc thay lưỡi thì anh em có thể gắn vào đây. Đó. Gắn cái chốt này vào. Rồi, nhấn cái này xuống. Thì nó sẽ giữ rất là chặt. Anh em có thể xem. Cực kỳ chắc chắn luôn nha anh em. Đó, đó là gọi là auto lock, thoải mái, không cần phải cần lục giác gì hết ha. Con này thì tem mát đầy đủ luôn, thông số rõ ràng. 320W nha anh em, điện áp 100V, từ 6.000 đến 20.000 vòng trên phút, 3.4A. Đó. Tem mát đầy đủ nha anh em. Đây. Makita ha. Điều tóc phía sau nha anh em. Đó. Dây điện nguồn của Makita luôn, dài 3m. Test chức năng cho anh em xem. Điều tóc thoải mái anh em, thì chỉnh tốc độ động cơ ha. Ok, mã 490 giá 700.000 đồng luôn nha anh em.
ha, mình tặng cho anh em cái lưỡi này luôn nha. Tiếp tục bắn bu lông, bắn con này cũng bắn bu lông của hãng Shinko nha anh em, 449 đồng 1/2, bao chuẩn cho anh em ha. Điện áp 100V, 350W, 2500 vòng trên phút, đảo chiều như bắn vít nha anh em, dây nguồn dài 5m ha. Đây, test tiếng ngăn cho anh em xem, nhiều tóc cò, đảo chiều nha anh em. Mấy con bu lông này thì anh em có thể bắn tháo lắp xe hoặc cơ khí này nọ thoải mái ha, khoảng từ 28 tới 32 ly trở lại nha anh em, tháo lắp đơn giản gọn gàng ha. Mã 494, giá 550.000 đồng nha anh em. Tiếp theo bu lông anh em cực kỳ yêu thích của hãng Makita, đầu 1/2, bao chuẩn cho anh em sử dụng ha, không gờ lắc, ngoại hình mới đẹp, tem mát hai bên đầy đủ, thông số rõ ràng. Máy bu lông Makita 6904VH, 3.8A, 360W, điện áp 100V của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, đầu 1/2 nha anh em ha, con này rất là mới và đẹp, truyền nguồn dài 3m nha anh em. Test chức năng cho anh em xem, vừa tóc cò nha anh em, bấm nhẹ chậm nè, bấm mạnh sẽ nhanh ha, đảo chiều tại đây. Rất lê mái nhẹ nhàng anh em, con này rất là đẹp luôn ha. Đây, bộ góp nằm trong tay anh em, không có một tia lửa điện nào nha. Rất lê mái, anh em có thể sử dụng thoải mái từ 28 đến 32 ly trở lại anh em. Đó, máy bắn bu lông, mã số là 495, giá 700.000 đồng nha anh em. Con này nguyên bản nguyên đẹp nha anh em, giá 700. Tiếp theo, cây khoan đầu ông tu lốc. À, ha, đây của này của Nhật sản xuất nha anh em, 500W, điện áp 100V, 500W, 5.3A, đầu auto lock từ 0 đến 2800 vòng trên phút nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Đầu auto lock có khoan búa, khoan thường, đảo chiều dừa tóc này đủ nha anh em. Đây dừa tóc nữa ha, có đảo chiều nha anh em. Khoan ga đây ha, đây là dòng khoan ga này, khoan vào nha anh em, chức năng khoan thường, chức năng khoan búa. Chức năng khoan búa, cái đầu nó sẽ có búa ra vô nha anh em, chức năng khoan thường nó sẽ không có. Anh em xem nó rất là cứng đó, đảo chiều thì tóc này đủ. Máy chạy rất là ok nha anh em. Mã 496, giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo sẽ là cưa xích nha anh em. Cưa xích Makita ha. Con này thì tăng đưa lên được nha anh em, tăng đưa lên được thoải mái. Để mình quay xong rồi mình tăng đưa căng lên cho anh em. Mã số 515 ha. Makita lam 3 tấc, điện áp 100V, 770W nha anh em. 8.1A ha. Này của chính hãng Makita, mã số của nó là M503. Mã số theo máy là 515. Đây test chức năng cho anh em xem. Con này thì nó có hệ thống phun nhớt tự động nha anh em. Khi máy hoạt động thì nó nhớt sẽ tự nuôi lam ha, nó tự bắn ra nuôi lam. Cách thứ này anh em xem. Máy móc êm ấm nhẹ nhàng nha anh em. Lam bán ha, còn rất mới đó. Cưa cho anh em cưa thoải mái. Mã 515, giá 600.000 đồng nha anh em. Cưa xích 515, giá 600. Tiếp theo sẽ là cưa lọng nha anh em. Cưa lọng
Con cưa lộng đầu tiên giới thiệu anh em là cưa lộng đến từ thương hiệu Makita, mã số là 516 anh em. Tem mát hai bên đầy đủ. M433 3.3 ampe từ 0 đến 3200 vòng trên phút, điện áp 100V 310W nha anh em. Con này rất là mới ha. Mới, sạch, đẹp cho anh em thoải mái sử dụng. Điều tóc cò đâu nha anh em, để mình chỉnh mức thấp nhất nha. Đó, đây là mức thấp nhất của nó. Này có hai cái điều tóc, anh em có chỉnh cũng được, anh em muốn tóc cò cũng được. Đây là mức tối đa nha anh em. Mình sẽ cho nó về giữa và mình điều tóc cò cho anh em xem. Đây, cho anh em bấm nhẹ nè. À, bấm nhẹ nó sức rất là nhẹ, rất là chậm. Nó mạnh vào rất là nhanh nha anh em. Con này thì có đá lưỡi. Có đá lưỡi, có điều tóc, chỉnh điều tóc cò đầy đủ nha anh em. Con này rất là mới, tem mát hai bên đầy đủ đẹp nha. Mã 516 giá 350.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 517 ha. 517 con này đến từ thương hiệu Boss nha anh em. Điện áp 100V 270W, lưỡi 52mm của hàng Boss. Đây. Tem ba bên đầy đủ anh em. 1 2 3. Con này sản xuất tại Thụy Sĩ ha. Điện áp 100V 2.8A 270W. Sản xuất tại Thụy Sĩ. Điện nguồn dài 3m nha anh em. Tất chức năng cho anh em xem ha. Có đá lưỡi nha anh em. Điều tóc cò ha. Anh em bấm chậm sẽ nhẹ, bấm mạnh sẽ nhanh nha anh em. Mã 517 giá 400.000 đồng nha anh em. Con này rất là đẹp ha. Anh em xem đây. Mã 518, 519, 20 và 21. Thì mình sẽ giới thiệu tới tới qua cho anh em xem. Cưa lộng Makita. Điện áp 100V 3.300 vòng trên phút. 310W nha anh em. Để mình test chức năng cho anh em xem. Dây điện nguồn con này khá dài nha anh em. Dài 5m ha. Test chức năng. Đây là chức năng dây tóc cò nha anh em. Mức đó mức thấp nhất ha, mình chỉnh lên chút xíu cho anh em xem. Chỉnh lên nữa. Chỉnh lên nữa. Dây tóc cò nè anh em. Điều tóc đá lưỡi đầy đủ, màn hình cũng rất là đẹp nha anh em ha. Cây xà beng của Makita sản xuất lắp ghép sử dụng tại Nhật Bản. Mã 518 giá 400.000 đồng. Khi anh em mua máy mình sẽ tặng anh em một cặp lưỡi cưa ha. 519. Con này có điều tóc nha anh em ha. Điều tóc chỉnh gờ ở ngoài cho anh em dễ chỉnh hơn. Điện áp 100V, con này 400W nha anh em. 400W ha. Đó. Có đá lưỡi, có điều tóc con này chỉnh nó gầy ở ngoài luôn, cho nên dễ sử dụng. Điện nguồn dài 3m. Đây, tới chức năng cho anh em xem. Tùy tốc chỉnh thoải mái nha anh em, tùy chỉnh tốc độ động cơ anh em có thể tùy chỉnh được cái tốc độ mà anh em cần sử dụng. Mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, 5 và mức 6. Đó, nhanh chậm tùy theo mình quyết định. Mã 519 giá 400.000 đồng nha anh em. Giá phân khúc 400 có nhiều lựa chọn cho anh em thoải mái lựa chọn ha. Thích con nào xào con đó. Tiếp theo 520, 520 này thì con này có tùy chỉnh độ đá lưỡi luôn nha anh em ha, cái đá lưỡi nằm đây.
điều tóc nặng mọi người đó, nắp bảo vệ và cái đầu lưỡi đây đó, và nắp bảo vệ xuống cũng được, thoải mái. Chỉ nguồn dài 3 mét nha anh em. Con này thì công suất nó cao ha, 580W nha anh em, điện áp 100V ha, đó từ 500 đến 3000 dặm trên phút. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em. Cái chức năng cho anh em xem. Điều tóc thoải mái nha anh em. Đây, đổ đá lưỡi đây ha, tự đá lên. Nó có mà đỡ lưỡi rồi, nó có chức năng đá lưỡi luôn nha, cho cái lưỡi cưa mình đi nhanh gọn mà chuẩn ha. Đó, mức nè 3, 2, 1, 0 đó, điều tóc từ đây 6 bậc, thoải mái chỉnh tốc độ động cơ anh em. Con này thì đa chức năng anh em sử dụng ha, mã 520 giá 450.000 đồng anh em, công suất rất lớn ha, 580W. Tiếp theo con cưa lộng xịn nhất à, con này có thể tùy chỉnh được nha anh em ha. Đây có con vít nè, em dặn tháo ra thì có thể nghiêng qua nghiêng lại được, để anh em là thắc mắc hỏi mình nghiêng 15, 35, 45 độ được không thì vẫn nghiêng bình thường đó. Đây cái đế của nó là cái đế bắt bằng vít, anh em có thể tùy chỉnh được qua lại đó, nghiêng bao nhiêu anh em thích. Đầu thì đầu auto lock nha anh em ha, để gì gắn lưỡi vô buông ra gài lại xong. Bot 450W, điện áp 100V nha anh em, cái tem niêm phong vẫn còn nguyên ha. Con này tem mát 1, 2 tem, sản xuất tại Đức luôn anh em. Con này sản xuất lắp ráp tại Đức nhập Nhật nha. 450W, điện áp 100V, 4.7A, 3000 vòng trên phút ha, cưa lộng. Tới chức năng cho anh em xem, đi nguồn dài 3 mét nha anh em. Con này cực kỳ mạnh mẽ hiện đại nha, em thoải mái sử dụng luôn. Của Bosch chính hãng Đức nhập Nhật đó, tem mát đầy đủ, thông số auto lock nhanh gọn lẹ, mã 521 giá 500.000 đồng anh em. Đó là những con máy cưa lộng, anh em thích máy nào lấy máy đó ha. Tiếp theo giờ sẽ đến chà nhám nha anh em, thổi hơi chà nhám tăng, máy phay là máy móc rảnh anh em. Rồi ok chưa, chà nhám gung tam giác ha, màu Black Acker, mã 514, tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 120W, 14.000 vòng trên phút anh em. Điện nguồn dài 3 mét, test chức năng cho anh em xem ha. Bắt đầu nhám có gì nhám dán nha anh em, mã 514 giá 300.000 đồng nha anh em. Máy thổi lá Makita, điện áp 100V, 6.3A, 600W, 16.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Makita ha, dây điện nguồn rất là dài nha anh em, dài 5 mét luôn á. Test chức năng cho anh em xem, bao mạnh. Độ xa gió của nó là 2m8 nha anh em, rất là mạnh luôn ha. Có hai chức năng, hút vào đường này thổi ra đường này nha anh em ha, hút vào đây thổi ra đó. Mã của nó là 506 giá 350.000 đồng, vì nguồn dài 5m, thoải mái anh em sử dụng nha. Máy phay của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, tay mát đầy đủ rõ ràng, 380W, điện áp 100V, 30.000 vòng trên phút, 4A. Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, mã số của là 507 nha anh em. Cái đế của nó, cái đế như nhựa nè, là của Nhật luôn nha anh em. Rất là lâu rồi mà nó tìm được cái đế Nhật xịn cho anh em sử dụng ha. Đây, anh em có thể xem, này của Nhật luôn nha. Cái nhựa của nó rất là cứng, nó đẳng cấp khác xa với
mấy cái nhựa thông thường mình hay sử dụng ở Việt Nam. Này có cái chụp ở dưới luôn anh em, có đế gắn lưỡi luôn. Bao gồm củ mái, phần đế Nhật, mái Nhật, đế Nhật với cái chụp miền Nhật luôn anh em, nguyên toàn bộ, nguyên zin nguyên bản. Đó, dây nguồn dài 3 mét. Các chức năng cho anh em xem. Cực kỳ êm ấm nhẹ nhàng, sử dụng thoải mái. Cũng phải 6 ly 6 ly 3 nha anh em. Cái này có người gọi là máy phay alu ha, có người gọi là máy móc rãnh, thì anh em nói chung là nó là một cái máy thôi, nhiều tên gọi khác nhau. Chức năng nhiệm vụ của nó là gắn mũi ở đây phay một cái rãnh trên dán gỗ alu đó. Anh em cần sử dụng máy này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888789, mã số 507, giá 500.000 đồng anh em, zin ha, từ cái cũ máy tới cái miếng này luôn nha anh em. Cái đế này anh em kiếm không phải là dễ có đâu ha. Đó, zin Nhật luôn nha, rất là dày dặn cứng cáp đó. Mã 507, giá 500.000 đồng. Tiếp theo đã có máy 6 ly 6 ly 3 rồi, phải có máy 12 ly 7 thôi. Máy phay 12 ly 7 siêu đẹp, một tay cầm một tay vịn nha anh em, tay vịn đây, cái cò nằm đây. Con này rất là mới đẹp luôn nha anh em, này hàng đã qua sử dụng nên chỗ này hơi xét xét nhẹ, nhưng mà cơ bản nhất sơn là nguyên zin, máy là nguyên zin ha. Ốc hát 7 màu anh em có thể xem đây. Điện áp 100V của Makita, 11A, 1050W, 23.000 vòng trên phút nha anh em. Máy phay 12 ly 7 ha, nguyên cụm này bằng nhôm hết nha anh em, phần nhựa là này và tay cầm bằng nhựa thôi đó, cũng như là nhôm hết, rất là bền bỉ nên sử dụng. Dây nguồn dài 3 mét, công tắc bóp, ốc hát 7 màu, hàng nguyên bản nguyên zin, rất là đẹp nha anh em ha, anh em có thể xem đây, rất là đẹp luôn. Rồi ok, test chức năng cho anh em xem. Máy phay móc rãnh Makita 12 ly 7, mã 508, giá 1.200.000 nha anh em. Con này là nguyên bản nha, rất là mới, tem mát đẹp nha. Giá cực kỳ hợp lý rồi đó anh em ơi. Tiếp theo, dài nhám tăng của hãng Valup. Điện áp 100V 650W. 76 x 457mm nha anh em. 200 vòng trên phút. Kích thước giấy nhám của nó là 76 x 457 ha. Đó, con này của hãng của Nhật Bản, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật luôn. Điện áp 100V. Anh em có thể xem ngoại hình ở đây ha. Đó. Rồi, cái chức năng cho anh em xem, dây nguồn dài 3 mét nha anh em. Chà nhám tăng. Mã 504, giá 450.000 đồng anh em ha. Tem mát đầy đủ ngoại hình của Nhật sản xuất, 450.000 đồng. Đây anh em thử gõ vô mua về xài đúng bài, bao bền. Tiếp theo, chài nhám tăng 505, con này của hãng Osman nha anh em. Điện áp 100V 650W, 28.000 vòng trên phút nha anh em ha. Con này có điều tốc luôn, tùy chỉnh tốc độ động cơ đó. Con này vẫn kích thước vẫn giống con kia thôi nè, 76 x 457mm ha, 76 x 457mm. Đây ok chưa, rồi các chức năng. Con này dây nguồn dài khoảng 3 mét nha nè, có gì tóc nè, có gì tóc nha nè. Rất là ok ha, mã 505, giá 500.000 đồng anh em. Chà nhám tăng chiều tóc ha. Tiếp tục series sẽ là máy bào nha anh em. Máy bào mini, nhỏ gọn, chú bác lớn tuổi sử dụng. Lưỡi 82mm nha anh em, lưỡi của nó 82mm.
công suất của nó là 250W, nhỏ gọn nha anh em, 250W khoảng Hitachi ha. 13.000 dòng trên phút, 2.6A, nhỏ gọn, chú bác lớn tuổi sử dụng công việc trong gia đình, các chức năng anh xem. Để vào cặp lửa bào zin còn nha anh em ha. Đây. Đây, lửa bào zin còn nha em, còn rất là bén ha. Máy nhẹ nhàng ha, nhỏ nhẹ cho chú bác lớn tuổi nhà bào mấy công việc mini, chế tác sản phẩm nhỏ gọn cho gia đình, mã 509 giá 350.000 đồng anh em. Tiếp theo mã số 510, con này thì công suất lớn rồi, dành cho anh em sử dụng chức năng rồi, 6A, 580W nha anh em, điện 100V ha, con này 580W nha anh em, 16.000 vòng trên 1 phút ha. Giữ bào đây, cặp tử bào zin còn nha anh em. Tử bào sáng bóng, anh em có thể xem. Sáng bóng còn bén lắm nghe nè. Tử bào zin theo máy ha. Đế sạch sẽ. Tăng đưa ra vô được vẫn bình thường nha anh em. Tăng đưa cho nó lòi cái lưỡi ra ngoài luôn ha. Đó. Rồi. Test chức năng cho anh em xem. Con này 580W nha anh em, rất là mạnh ha. Mã 510 giá 400.000 đồng. Tiếp theo 511, 511 đẹp hơn nha anh em ha. Đẹp hơn tem Makita luôn. Đó, tem này vẫn còn, Makita lưỡi 82 ly, giá 100V, 480W, con này rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình ha, can sa ben nha. Cặp lưỡi lưỡi zin còn nha anh em, mới chát ha. Đây, rất là đẹp. Các chức năng cho anh em xem. Truyền nguồn dài 3m nha anh em. Thì chỉnh tốc độ, thì chỉnh độ năm sau. Mình chỉnh cho anh em xem. Đó, chỉnh cho nó ra ha. Cho cao cái lưỡi đi. Đó. Chỉnh ra chỉnh vô thoải mái nha anh em. Các chức năng cho anh em xem. Mã 511 giá 450.000 đồng nha anh em. 512 và 513. 512 rất là đẹp luôn nha anh em ha, nguyên bản nguyên zin, ốc ác 7 màu. Đây mình xem. Lưỡi, lưỡi zin còn nha anh em. Bé ngót ha, mấy con ốc này của Makita luôn nha anh em. Đó. Ok. Thì chỉnh độ năm sau. Ra cho anh em xem. Vì nó ít xài nó còn hơi cứng nha anh em, mua về sử dụng nhiều lần thì nó sẽ nhẹ thôi, tăng đưa lên xuống thoải mái nha. Đó, giờ tăng đưa qua cái lưỡi luôn nha anh em. Test chức năng cho anh em xem, đi nguồn dài 3m. Con này cực kỳ êm ái luôn anh em ha. Điện áp của nó 100V, 480W. Tem mát rõ ràng của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em. Mã 512 giá 500.000 đồng ha. Bao đẹp. Ốc ác 7 màu, rất là ngon lành. Tiếp theo, 513, con máy đến từ thương hiệu Ryobi. Con này đời rất cao nha anh em. Lưỡi 82 ha, điện áp 100V, 4.7A, 450W. 15.000 vòng phút. Lưỡi của nó là lưỡi kép nha anh em ha, nó có thắng từ nữa. Thắng từ lưỡi kép. Nó bị thắng lại rồi, mình sẽ khởi động máy để cho nó xoay một vòng. Cái thắng từ khi anh em mà buông ra đã tắt liền anh em ha, buông ra đã tắt liền. Đây, lưỡi của nó lưỡi kép nha anh em sử dụng lâu ngày mẻ ha, em tháo ra lật cái ngược lại nó còn một cái lưỡi trong nữa. Đó, rất là đơn giản. Có thắng từ rất là an toàn, đời rất là cao. Con này ngoại hình rất là đẹp nha anh em.
513 giá 550.000 đồng anh em, có ánh từ ha, ngoại hình đẹp, còn mới chát nha anh em. Tiếp theo khoang bê tông, khoang bê tông thì có Bosch và Makita nha anh em. Sửa camera lại cho anh em xem, phải có cái miếng dán này, cái chức năng của nó. Bosch 497 em thấy rõ không? Đây Bosch 497 ha, tem đây đây đây, Robert Bosch, điện áp 100V 550W nha anh em, điện áp 100V ha của Bosch. Mấy con này thì xài không cần phải đắn đo gì nhiều. Test chức năng giữ mũi cho anh em xem. Ok, hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Coi có đảo chiều luôn nha anh em ha. Đây là khoan khoan ga nè, cái này là khoan vô nè, đó có đảo chiều. Đây chức năng khoan thường anh em, chức năng khoan Bosch, chức năng khoan bê tông tạo thương hiệu Bosch ha. Điều tốc cò nghe anh em, đảo chiều luôn ha, bấm nhẹ chậm, bấm mạnh là nhanh nghe anh em, bấm mạnh vào nhanh mạnh ha, đảo chiều đầy đủ, bỏ khoan ra khoan vô rất là ok nghe anh em, thoải mái sử dụng ha. Mã 497 giá 700.000 đồng nghe anh em, có tay cầm hỗ trợ luôn, tháo lắp mũi đơn giản, dây nguồn dài 5m, giữ mũi rất là chặt, không bao giờ xúc được nghe anh em. Tiếp theo 498 và Makita 499. Đây dây nguồn dài 5m ha, GBH3-28E 720W, con này rất là mạnh nha em, sản xuất tại Đức nha em, Made in Germany ha, giá 100V 7.7A 720W. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, sẽ thử cái đầu cho anh em xem. Đây chức năng giữ mũi nha anh em, rồi test chức năng khoan thường thì góc còn nha anh em. Anh em bấm nhẹ thì nó rất là chậm, bấm mạnh nó sẽ nhanh nha anh em. Chức năng khoan bê tông, con này lực búa rất là mạnh nha anh em, anh nghe tiếng búa không? Con này rất là mạnh nha anh em ha. Mạnh đời cao công suất lớn của Bosch chính hãng Đức nhập Nhật. Mã 498 giá 800.000 đồng nha anh em. Wow, đây là những con máy anh em cực kỳ thích ha. Máy đục bê tông. Đấy, 17 ly nha anh em. Hai con này khoảng Hitachi, tên của nó là H41SA2. Con này là đầu gạt nha anh em. Đó. Ha, ngoài đầu gạt. Rồi, con kia đầu gai. Tem mát đầy đủ nha anh em, điện áp 100V, 1050W ha, 11A. Ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Rồi, dính mặt cưa ha. Test chức năng cho anh em xem. Đây, đút cái này vô. Rồi. Anh em có thể xem nha. Test chức năng giữ mũi nha anh em. Ok ha. Mình sửa camera lại cho anh em xem cho nó rõ. Đây. Chức năng đục bê tông, đục chơi thôi anh em. Đục rất cực kỳ mạnh anh em ha. Chuyên đục
Hitachi mã số 500 giá 750.000 đồng anh em. À, quá đã. Khi anh em mua máy mình tặng cho anh em một cái mũi luôn nha anh em. Đó, một cái mũi thép Nhật luôn nha. Mã 500 giá 750.000 đồng. Tiếp tục 501 máy đục giống như vậy anh em, nhưng mà đầu nó đầu gài ha, con kia đầu gặt autolock, còn con này đầu gài cơ bản chỉnh cho anh em sử dụng thoải mái, không sợ xúc mũi anh em. Điện áp 100V 1050W ha, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản, H41SA2 đây, tem mát đầy đủ, ngoại hình em để xem. Con này rất là đẹp nha anh em. Chức năng thì khỏi cái bàn. Dưới nguồn dài 5m nha anh em. Đục. Rồi. Sơ sơ như đó anh em hiểu chức năng được rồi. Đục cực mạnh, mã 501 giá 750.000 đồng anh em. Em mua máy tặng mũi đục cho anh em luôn ha. Rất là ok, ngồi dài 5m nha anh em. Bán giá rất là rẻ rồi ha. Anh em mà cần máy này thì liên hệ với mình sớm nha anh em ha. Liên hệ muộn quá chắc không còn nữa đâu, không còn hàng. Đó. 501 giá 750.000 đồng. Máy đục Makita vừa đục vừa khoan. Hai chức năng. Cũng tem bị chì chóc nha anh em. 1050W điện áp 100V, vừa đục bê tông vừa khoan bê tông. Máy này mình giới thiệu anh em rất nhiều, được nhiều anh em yêu thích nữa. Cứ lấy một búa hay một mũi gì đục đại nha. Cái này rất là bền, nó không sợ hư ha. Ghi đi nguồn dài 5m nha anh em. Chức năng đục bê tông, khoan bê tông nha anh em. Nó tự động ha, gắn mũi đục thì nó sẽ đục, gắn mũi khoan nó sẽ khoan anh em. Test nhẹ cho anh em xem thôi. Cái máy này đảm bảo anh em sử dụng là mê. Anh em mà mấy đợt trước mà mua hộp máy này thì có thể liên hệ với mình nha. Đợt này mình có 4 máy ha. Sơ ngang cho anh em nắm thôi. Máy hoạt động ok hết. Đục như là con trâu vậy. Mã 502 giá 800.000 đồng nha anh em. Tặng 2 mũi ha. 800 tặng mũi, một mũi đục, một mũi khoan. Giá quá rẻ rồi nha anh em. Thích thì mua về xài thôi. Tiếp tục con này cũng giống vậy nha anh em. Con này tem ha, đầy đủ ha. Điện áp 100V 11A 1050W, chức năng tương tự, hai chức năng khoan bê tông và đục bê tông Makita. Bổ mũi đục vô nghe nè, bổ mũi đục vô đục, bổ khoan vô khoan hả. Test sơ vô nghe nắm thôi. Máy này bao chức năng nên sử dụng thoải mái. Bộ mũi khoan là khoan không cần bật cái nút gì, bất kể nút gì nha anh em. Mạnh lắm nghe nè. Con này giá cũng 800. Tặng 2 mũi. Vì nguồn dài 5m nha em, mã 503 ha. Thích mã nào lấy mã đó. Số điện thoại để ở trên màn hình, anh em liên hệ với mình, mình sẽ gửi hàng cho anh em thôi. Đó. Mà anh em lưu ý máy đục hoặc là mấy máy cắt góc này thì anh em
cọc mình mới gửi nha. Anh em muốn ship code á phải cọc mình mới gửi, còn nếu anh em không cọc mình không gửi đâu. Lưu ý gì đó giùm mình, tại máy nặng lắm anh em, thông cảm nha. Tiếp theo, máy cắt đa năng. Máy cắt đa năng của Makita nha anh em. Lưỡi của nó là 180, có nắp bụi luôn ha. Có nắp bụi luôn. Nó cắt nó hút bụi vô đây, đó. Anh em có thể dỡ cái ống này ra. Dỡ cái nút này ra, anh em đút cái ống vào. Đó, hoặc là anh em muốn chứa trong đây vẫn được ha. Để khi mình vệ sinh tháo ra vệ sinh. Đó. Con này nguyên bản nha anh em, rất là đẹp nè. Lưỡi 180. Lưỡi hay máy được kim xịn luôn, đế nhôm. Cắt được 0 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ nha anh em. Ha. Đây. Tùy chỉnh độ năm sâu đây ha. Giặt cái này. Đó, rồi, bẻ. Anh em muốn độ sâu bao nhiêu cũng có chứ ha. Thông số rõ ràng, điện áp 100V, 11A, 1050W, 4300 dòng trên phút, lưỡi 180, 185 nha anh em. Made in Japan ha. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Con này rất là xịn nha anh em. Rất là xịn, được gắt gao nè. Đó. Ha. Độ sâu nó đây nha anh em. Độ sâu 70 phân ha. 7 phân. 7 phân, 70 ly. Nguyên bản nguyên ghi nha, dây nguồn dài 5m ha. Rất là đẹp nha anh em. Anh em có thể cắt gỗ, cắt gạch, cắt đá, cắt mica, alu, anh em cắt gì cũng được chứ. Máy đa năng mà, hút bụi dành cho anh em cắt gạch cũng được nha. Anh em chỉ cần thay cái lưỡi khác thôi là lụm thôi. Tới chức năng cho anh em xem ha. Có thắng từ luôn. Máy nhẹ nhàng thắng từ đầy đủ nha anh em, cực xịn ha. Mã 5222, dây nguồn dài 5m, Made in Japan, mà người ta sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật, giá 800.000 đồng. Tiếp theo, máy cắt góc Makita, tem nằm đây nha anh em. Điện áp 100V, 11A, 1050W, 4000 dòng trên phút. Sử dụng lưỡi 210 tới 216 của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dây điện nguồn dài 5m nha anh em. Ha. Đây. Đó, anh em cắt góc anh em có thể xây bất cứ cái góc nào mà anh em thích nha. Đó. Ok. Tem mát đầy đủ nha anh em. Lưỡi 210 216 nha. Độ sâu 61 ly nha. Cắt là 45 độ ha. Thông số đầy đủ hết. Để mình sẽ thử mình xay cái này cho anh em xem. Đây, nó lỏng ra nha anh em. Cái này xay hai bên nha anh em. Ha, con này xay hai bên. Đây, xay bên đây. Xay bên đây. Xay hai bên luôn ha. Thoải mái cho anh em sử dụng. Sau đó mình siết lại. Rồi, ok. Xay góc 90 độ nè. Còn các bạn nè, anh em muốn xay đâu anh em xay đó, qua đây. Qua đây. Qua đây. Đây hàng nguyên bản nha anh em. Nguyên bản nguyên ghiên ha. Mình cắt thử miếng dán cho anh em xem tham khảo nha. Anh em xem ha. Cực kỳ bén nha. Cắt một được miếng mỏng lét. Cắt thử cái nữa. Cắt cực kỳ bén, cực kỳ ngọt anh em. Anh em nào trong nghề nhìn là biết cái chức năng của nó rất là lợi hại. Đây.
cắt rất là mỏng, rất là xịn như này. Đó, ok chưa? Đây, mỏng lét luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888779 nha anh em. Con máy này không có mã số nha anh em. Máy này không có mã số. Anh em chỉ cần nhắn cho mình máy cắt góc Makita được nha anh em. Tại đây có hai cái máy riêng biệt, không có máy nào giống máy nào ha. Máy cắt góc Makita. Đó. Lưỡi 210-216, giá 1,5 triệu nha anh em. Con này hàng nguyên bản ha, dây nguồn dài 5m, giá 1,5 triệu. Đó. Dành cho anh em thợ gỗ, giá cực kỳ hợp lý cho anh em nha. Tiếp theo, cưa trượt. Tiếp tục là cái cưa trượt nha anh em. Con cưa trượt cũng là con máy cuối cùng mình quay cho anh em xem ha. Con này thì anh em có thể xây được 45 độ. Các bạn ở dưới anh em xây thoải mái nha anh em. Bàn xây thoải mái ha, có nắp bảo vệ là đủ. Lưỡi của nó là lưỡi 240-260 ha, độ sâu là 90 ly anh em. Xây 45 độ. Con này thì xây hai bên nha anh em. Xây hai bên. Nghiêng ngoài. Ngoài được. Nghiêng ngoài nha anh em. Đó. Rồi, xiết này lại. Xong. Nhả con này ra, trượt nha anh em. Cái đường trượt của nó là khoảng 3 tấc nha anh em. 3 tấc. Đó, trượt. Trượt, xoay. Xoay, búa lô xua. Xoay vòng nha anh em. Anh em nào gành máy thì hiểu biết máy rồi nha. Rồi ok. Test chức năng cho anh em xem. Có thắng tự luôn ha. Con này thì 1380W, 4600 vòng trên phút, giá 100V, 14A của Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật anh em. Con này nguyên bản ha. Đó. Nhôm, nhựa. Cũ máy nhựa, còn bộ là nhôm hết. Hàng nguyên bản nha, tem mát đầy đủ nha, trượt rất là nhẹ nhàng nha nè. Cho anh xem. Rất là nhẹ nhàng cái máy, làm thoải mái nè, được nha. Ok chưa, rồi. Test thử cho anh em xem ha. Đục giết nó nát hết trơn rồi. Đó. Thì chế trượt rất là bình thường thôi. Rồi. Giờ mình sẽ giữ cái trượt lại nha. Cái trượt mình chắc thử bình thường cho anh em xem ha. Kỳ ngọt nha anh em ha, lưỡi theo máy lưỡi hợp kim rất là xịn nha, cắt thoải mái đó. Nét cắt cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, trượt thoải mái, dây nguồn nó dài 5m nha anh em, cũng mang guitar luôn, hàng nguyên bản ha. Đó, đây. Rồi ok, anh em thích máy này liên hệ với mình. Con này cũng không có mã số luôn nha anh em, chỉ là cưa trượt thôi ha. À, anh em lấy những máy lớn là cọc cho mình 10% với đơn hàng hoặc là chuyển khoản mình bao ship nha anh em. Chứ ship code không cọc mình không có gửi nha. Em lưu ý được mình ha. Cái này chắc mình gửi qua chành xe. Chứ vận chuyển chắc nó vận chuyển mắc lắm, chành xe rẻ hơn. Rồi ok. Thì đây là máy cuối cùng mình quay cho anh em xem, rồi mời anh em xem tham khảo. Anh em có nhu cầu sử dụng máy nào liên hệ mình qua số điện thoại. Đó. Phương thức thanh toán bên mình khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng mình bao ship nha anh em. Còn nếu anh em muốn ship code nhận hàng thanh toán thì lòng cặp mình 10% giá trị đơn hàng ha, mới gửi nha anh em. Anh em đừng có hiểu lầm nha, tại vì mình có một mã số, có máy một duy nhất nè, nên là cần thì cặp cho mình sẽ gửi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp anh em trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.